Chào tất cả các bạn, tôi là Howmaster, tôi là người đã tạo ra xe V2B2T, đây là một xe V không luật lệ, sẽ không có ai cấm bạn làm điều bạn muốn. Chào các bạn, tôi là Pop Bop, tôi đã giúp Howmaster giải quyết vấn đề về việc người chơi bị kẹt lúc spawn, và nhân tiện thì tôi cũng tự sửa lại bờ lớt zin để cấp quyền hạn cho bản thân luôn. Điều này giúp cho tôi có thể lấy đồ thoải mái và TP đến bất cứ đâu, và tôi đã xây nên bờ lớt zin tao. Địt con mẹ mày thằng lồ. Và Howmaster đã fit lại bờ lớt zin ngay sau đó. Chào các bạn, tôi là The Chất Holden. Tôi có xây một căn cứ tại tọa độ ít 1 triệu và Z 1 triệu. Đéo chào mẹ gì hết á. Xin chào mấy thằng lồn, tao là Chờ Zit Layton. Mặc dù mới vào server ngày đầu tiên nhưng tao nghĩ chúng mày nên tập gọi tao bằng bố từ bây giờ. Má mày tên là Ngọc. Ông già mày tên là Tuấn Anh, làm sao mày biết được? Nhà mày ở khu 2 Hoàng Thương Thanh Ba Phú Thọ. Và từ đó anh ấy không vào server này một lần nào nữa. Xin chào các bạn, tôi là Sato86, tôi là The Jill Bookman, còn tôi là Paizobai. Ba bọn tôi là người tạo nên căn cứ Anatolia. Chào các bạn, tôi là Kingo Zot, tôi có một kênh YouTube chuyên làm về BVB. Chào các bạn, tôi là Cha Z2013, tôi thích phá nhà người khác nhưng tôi không BVB lại thằng này nên tôi sẽ nhờ người khác. Thằng này rắc lắm, giết chết con thằng mẹ này nó đi, bờ lô rất lắm. Ok, địt con mẹ mày vừa động đến ai đấy, mày liệu mà quỳ xuống mà van xin thì bố mày tha cho, mày có biết bản hắc của bố mày xịn cỡ nào không thằng nhóc?